Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ nghe kể câu chuyện mèo con bị lạc trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1, sách Cánh Diều. Hãy quan sát các bức tranh minh họa câu chuyện. Chúng ta thấy ở đây có 6 bức tranh. Chúng ta hãy xem trong câu chuyện này có những nhân vật nào. Chúng ta thấy ở đây có các nhân vật. Thứ nhất là chú mèo. Thứ hai là thỏ. Thứ ba là sóc. Thứ tư là cú mèo. Và tiếp theo là nhím. Trong câu chuyện này thì chú mèo đã bị lạc và chú đã gặp rất là nhiều con vật. Vậy thì các con vật đã giúp chú mèo tìm được đường về nhà như thế nào? Chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện để biết được từ đó. Chúng ta sẽ cùng nghe cả câu chuyện này 3 lần theo tranh. Mèo con bị lạc. Mèo con bị lạc không biết đường về nhà. Chị thỏ đi qua bảo: "Đừng lo, chị sẽ đưa em về nhà chị." Về đến nhà, chị thỏ lấy cà rốt cho mèo ăn. Mèo con kêu: "Meo, em không ăn cà rốt đâu." Chị thỏ đành đưa mèo con sang nhà cô Sóc, xem cô Sóc có gì cho mèo ăn không. Đến nhà cô Sóc ân cần mời mèo con ăn hạt dẻ. Mèo con rên rỉ: "Meo, cháu không ăn hạt dẻ đâu." Thế là mọi người lại đưa mèo sang nhà chú Nhím. Đến nhà chú Nhím thì chú Nhím lại bảo: "Tiếc là ta chẳng có gì cho cháu ăn." Mèo con nghe vậy thì khóc lóc thảm thiết. Nghe tiếng khóc thảm thiết của mèo, bác cú bay tới hỏi: "Vì sao cháu khóc?" Mèo con trả lời: "Cháu bị lạc ạ." Bác cú bảo: "Mèo con đừng lo, mọi người đừng lo. Mèo con hãy chạy theo bác. Bác sẽ tìm được nhà cháu." Bác cú bay lên cao, mèo con chạy theo. Cuối cùng, nó về được nhà và ngủ một giấc ngon lành trong ngôi nhà ấm áp. Mèo con bị lạc. Mèo con bị lạc không biết đường về nhà. Chị thỏ đi qua bảo: "Đừng lo, chị sẽ đưa em về nhà chị." Về đến nhà, chị thỏ lấy cà rốt cho mèo ăn. Mèo con kêu: "Meo, em không ăn cà rốt đâu." Chị thỏ đành đưa mèo con sang nhà cô Sóc, xem cô Sóc có gì cho mèo ăn không. Đến nhà cô Sóc ân cần mời mèo con ăn hạt dẻ. Mèo con rên rỉ: "Meo, cháu không ăn hạt dẻ đâu." Thế là mọi người lại đưa mèo sang nhà chú Nhím. Đến nhà chú Nhím thì chú Nhím lại bảo: "Tiếc là ta chẳng có gì cho cháu ăn." Mèo con nghe vậy thì khóc lóc thảm thiết. Nghe tiếng khóc thảm thiết của mèo, bác cú bay tới hỏi: "Vì sao cháu khóc?" Mèo con trả lời: "Cháu bị lạc ạ." Bác cú bảo: "Mèo con đừng lo, mọi người đừng lo. Mèo con hãy chạy theo bác. Bác sẽ tìm được nhà cháu."
Bác cú bay lên cao, mèo con chạy theo. Cuối cùng, nó về được nhà và ngủ một giấc ngon lành trong ngôi nhà ấm áp. Mèo con bị lạc. Mèo con bị lạc, không biết đường về nhà. Chị thỏ đi qua, bảo: "Đừng lo, chị sẽ đưa em về nhà chị." Về đến nhà, chị thỏ lấy cà rốt cho mèo ăn. Mèo con kêu: "Meo, em không ăn cà rốt đâu." Chị thỏ đành đưa mèo con sang nhà cô Sóc, xem cô Sóc có gì cho mèo ăn không. Đến nhà cô Sóc ân cần mời mèo con ăn hạt dẻ. Mèo con rên rỉ: "Meo, cháu không ăn hạt dẻ đâu." Thế là mọi người lại đưa mèo sang nhà chú Nhím. Đến nhà chú Nhím thì chú Nhím lại bảo: "Tiếc là ta chẳng có gì cho cháu ăn." Mèo con nghe vậy thì khóc lóc thảm thiết. Nghe tiếng khóc thảm thiết của mèo, bác cú bay tới hỏi: "Vì sao cháu khóc?" Mèo con trả lời: "Cháu bị lạc ạ." Bác cú bảo: "Mèo con đừng lo, mọi người đừng lo. Mèo con hãy chạy theo bác, bác sẽ tìm được nhà cháu." Bác cú bay lên cao, mèo con chạy theo. Cuối cùng, nó về được nhà và ngủ một giấc ngon lành trong ngôi nhà ấm áp. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi dưới mỗi bức tranh. Bức tranh 1. Thấy mèo con bị lạc, chị thỏ đã làm gì? Thấy mèo con bị lạc, chị thỏ bảo mèo đừng lo, chị sẽ đưa mèo về nhà chị. Bức tranh số 2. Chị thỏ định cho mèo con ăn gì? Mèo bảo sao? Thỏ đã làm gì? Chúng ta sẽ trả lời lần lượt từng câu này một. Chị thỏ định cho mèo ăn gì? Chị thỏ định cho mèo ăn củ cà rốt. Mèo bảo sao? Mèo kêu meo và bảo em không ăn cà rốt. Thỏ đã làm gì? Chị thỏ đành đưa mèo con sang nhà cô Sóc. Bức tranh số 3. Cô Sóc mời mèo con ăn gì? Mèo con nói gì? Cô Sóc mời mèo con ăn hạt dẻ. Mèo con rên rỉ nói: "Cháu không ăn hạt dẻ đâu." Vì thế mọi người lại đưa mèo con sang nhà chú Nhím. Bức tranh số 4. Chú Nhím nói gì với mèo? Nghe chú nói, mèo như thế nào? Chú Nhím nói: "Tiếc là ta chẳng có gì cho cháu ăn." Nghe chú Nhím nói, mèo khóc lóc thảm thiết. Bác cú đã làm gì để giúp mèo con trở về nhà? Bác cú bảo, mèo con hãy chạy theo bác sẽ tìm được nhà cho cháu. Câu chuyện kết thúc ra sao? Mèo con chạy theo bác cú, cuối cùng nó về được nhà và ngủ một giấc ngon lành trong ngôi nhà ấm áp.
Chúng ta vừa nghe kể câu chuyện mèo con bị lạc. Vậy chúng ta biết là câu chuyện này khen ngợi những ai? Câu chuyện này khen ngợi chị thỏ, cô sóc, chú nhím, bác cú đã giúp đỡ mèo con bị lạc tìm được đường về nhà. Câu chuyện này muốn nói, muốn ca ngợi sự quan tâm, lòng tốt của những người xung quanh đã giúp đỡ mèo con để tìm được về ngôi nhà ấm áp của mình. Vậy qua câu chuyện này, chúng ta hiểu được điều gì? Chúng ta có thể trả lời là qua câu chuyện này thì chúng ta hiểu đó là cần giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Hoặc là chúng ta có thể trả lời là khi gặp khó khăn, có mọi người tận tình giúp đỡ thì chúng ta sẽ vượt qua khó khăn. Có rất nhiều cách trả lời. Chúng ta hãy tập kể theo từng bức tranh. Câu chuyện hôm nay chúng ta kể đến đây là hết. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện tiếp theo vào tuần sau. Vào video tiếp theo, chúng ta hãy đăng ký kênh để đón xem video mới nhất.